Cảnh quan doanh trại xanh sạch đẹp, môi trường làm việc nền nếp, ngăn nắp, chính quy và năng động là kết quả bước đầu thực hiện điểm mô hình 5S của Ban Chỉ huy quân sự quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Ngay từ khi nhận được kế hoạch của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy quân sự quận đã tổ chức nghiên cứu quán triệt nội dung mô hình 5S gồm các bước sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng đến từng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận. Tổ chức hội ý Ban Chỉ huy đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, đồng thời nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện mô hình. Để chương trình 5S đạt được hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ giúp việc để tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy quận công tác đôn đốc kiểm tra báo cáo hàng tuần, hàng ngày để về Ban tổ chức đơn vị thực hiện trọng tâm đi vào chiều sâu. Tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung, nghị quyết, kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị và khối Ban Chỉ huy sự 12 phường. Từ sự quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự quận đã chủ động sắp xếp mọi thứ ngăn nắp theo trật tự thống nhất, hướng dẫn hợp lý để dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng, giảm thiểu thời gian tìm kiếm. Tài liệu văn bản, trang thiết bị theo đúng sơ đồ, mẫu biểu quy định, dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm, dễ trả lại sau khi sử dụng. Phòng làm việc được điều chỉnh bố trí phù hợp với đặc thù và công năng sử dụng, mang tính thẩm mỹ cao, bảo đảm xây dựng nền nếp chính quy. Nhà kho, nhà để xe theo trật tự, thống nhất, gọn gàng, sạch sẽ, thuận tiện cho nhiệm vụ cơ động và sẵn sàng chiến đấu. Công tác giữ gìn vệ sinh được Ban Chỉ huy quân sự quận chú trọng, bảo đảm môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó tạo thói quen tốt cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao ý thức trách nhiệm trên từng vị trí, nhiệm vụ được phân công trong việc quản lý, sắp xếp, sử dụng và lưu trữ văn kiện khoa học, mang tính bảo mật cao, cũng như cụ thể hóa công việc cần làm trong ngày, tuần, theo lịch trình, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và hiệu quả công việc. Thì đối với bản thân tôi cũng như các đồng chí cán bộ trong cơ quan tham mưu là đạt được một số cái kết quả nổi bật. Cụ thể đó là thứ nhất là các cái loại file văn bản đã được là sàng lọc sắp xếp theo thứ tự phân cấp và có dán tem nhãn để lưu trữ. Cái thứ hai là các file văn bản trên máy tính là được sắp xếp theo thứ tự vị trí thời gian và theo từng năm và tạo được cây thư mục cho các cái nội dung cụ thể theo từng năm, từng tháng để lưu trữ và khi tìm kiếm là được dễ dàng. Với cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thi đua thực hiện mô hình 5S của Ban Chỉ huy quân sự quận 3, góp phần quan trọng đối với cải cách hành chính quân sự, đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, môi trường làm việc chính quy, khoa học, thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.